Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy kính chào các con. Con kính chào chư vị thiền hữu tri thức. Đây là chương trình mỗi ngày một mẫu chuyện thiền. Hôm nay con kính kể đến quý vị một mẫu chuyện với tựa đề là Tụng Kinh. Câu chuyện được kể như sau. Có một người chồng nọ, sau khi vợ của mình mất thì theo phong tục bình thường, muốn cầu siêu cho vợ của người vợ mình được siêu thoát, đã mời một vị sư tới nhà để tụng kinh. Trước khi tụng kinh thì hỏi vị sư rằng: bạch thầy, không biết bằng cái cách tụng kinh thế này thì hồi hướng công đức vợ của con có được nhận không? Không những vợ của ngài được nhận mà tất cả chúng sanh cũng được nhận. Nhưng mà vợ con rất là yếu đuối, cũng chưa có hiểu đạo và biết tu hành nhiều. Nếu như mà hồi hướng cho vợ con và tất cả chúng sinh á, thì vợ con sẽ là người không có nhận được gì hết, vì họ sẽ giành giật hết, vì vợ con rất là yếu đuối vậy. Cho nên vui lòng ngài hãy hồi hướng cho vợ của con thôi. Này cư sĩ, là một người Phật tử độ lượng tấm lòng, bao la con tim, hãy nghĩ đến cho tất cả chúng sinh, đừng cứ ích kỷ mà nghĩ cho vợ của mình. Đó không phải là lời dạy của Phật. Tôi phải hồi hướng hết công đức cho chúng sinh thì vợ của ngài mới được lợi ích lớn. Thôi được rồi, ngài nói rất là hay, rất là đúng. Nhưng mà bên cạnh nhà tôi có một anh chàng kia không có ưa mấy gia đình tôi, cho nên tất cả chúng sinh trong đó vui lòng loại trừ cái người này ra, hồi hướng khắp tất cả chúng sinh trừ cái ông ở bên cạnh nhà tôi. Và câu chuyện kết thúc ở đó. Và thầy hỏi mấy con là trong đời sống hàng ngày của mình á, mình làm mọi thứ từ học hành, yêu thương, sở hữu của cái bằng cấp, toàn bộ những gì mà mình đang cố gắng có qua cái thân này, cũng như cái thân này chính nó là mình muốn cái gì? Mình muốn cho cái thân này nó đau khổ, nó nặng nề, hay mình muốn cái thân này nhẹ nhàng và bình yên? Nhẹ nhàng bình yên. Tất cả những gì mình làm, mình cố gắng là mình muốn cho cái thân mình được giải thoát ngay trong khi mình đang ở cõi là địa ngục trần gian này. Gì nữa không phải địa ngục trần gian. Có nghĩa là ở ngoài kia rối rắm có không? Bóng tối có không? Hơn thua có không? Giành giật có không? Chém giết có không? Đầy vậy, khỏi cần kiếm. Một lời nói nặng người ta phản ứng lại là địa ngục xuất hiện trong lòng mình và lòng họ liền. Đúng không nào? Một ngôn ngữ thôi. Như vậy á, cái thành công đích thực, cái giải thoát đích thực, tính là ta đi một cách bình yên qua cái địa ngục trần gian này nè. Đó. Chứ không phải ta có những gì ABC đâu. Nói xa như vậy, để nói gần lại câu chuyện, ta thấy tại sao mà người đàn ông này muốn người vợ mình siêu thoát? Lý do nào mà không siêu thoát? Không siêu thoát tức là bị đọa. Đọa cảnh nào không biết, nhưng mà đọa là một kết quả. Như vậy có một cái nhân nhất định sẽ tạo ra kết quả đó. Vậy mình làm cái gì mà mình không giải quyết cái nhân? Mình làm với cái quả, mình càng làm với cái quả, mình càng xa cái nhân, mình càng đối diện với cái ngọn, mình càng xa cái gốc. Giống như vậy, người vợ là bị cái tham của cuộc đời, không tham tình, tham tiền thì tham lợi, tham của cải, thân xác, một cái hình thức tham nào đó, ABCD. Chính cái tham đó được nuôi lớn trong khi bà sống, cho nên bà chết là cái tham đó nó đè bà xuống, trở thành một cái dạng ngạ quỷ hay địa ngục hay bàn sanh, hay một cái loại người bằng tiện đau khổ, nghèo đói gì đó. Thì chính cái tham đó là cái nhân, mà cái hình thức đau khổ kia đó là cái quả. Ví dụ như lòng chúng ta đang đau khổ không? Nếu có thì ta biết đó là cái quả nha. Mà chắc chắn quả thì phải có nhân. Như vậy đừng có làm việc cho cái quả này, hãy đi tìm cái nhân kia. Chẳng hạn như ta té cái xe cái rầm, không phải ngồi đạp cái xe và nguyền rủa cuộc sống này, mà là coi thử hồi nãy giờ mình mất chánh niệm đi con đường mình đi vì ổ gà hay vì mình không có mặt vững vàng cho tay lái. Như vậy là cái rầm là cái kết quả đau khổ của cái bà vợ ông á, hoặc là kết quả đau khổ của cuộc đời mình á, là dấu hiệu của vũ trụ nó vận hành qua cái thân tâm này nè, để nó cho mình biết mình có cái gì đó sai sai trước kia. Chứ không phải là để mình than vãn cuộc đời tại sao đến với mình một cách bất công. Không, nó đang tuyệt vời nhất có thể đấy, để nó dạy cho mình một bài học nào đó, rồi mình tìm cho ra cái nguyên nhân, chứ không phải mình đi loại trừ cái quả. Nó cũng giống như vậy, khi mà mình bị tiêu chảy thì mình nghĩ ngay đến chuyện gì? Đi mua thuốc. Đó là sai lầm. Bởi vì tiêu chảy là cách tuyệt vời nhất của cái tiểu vũ trụ, là cái thân này, nó loại trừ những thứ mà mình đưa vô mà nó không chấp nhận. Vậy thì mình phải tìm ra cái nguyên nhân để mà đừng đưa vô nữa, chứ không phải là lấy thuốc cầm lại, cầm đi, nó sẽ cho mình chết luôn. Dĩ nhiên là cầm lại, nhưng sau khi đã dừng những thứ mà mình ăn mà nó không thích. Cái cơ thể mình đã làm việc một cách hoàn hảo nhất,
như là một cái vũ trụ tuyệt vời, một cái máy vi tính hoàn hảo nhất, một cái bộ máy thông minh nhất, để cho nó bảo vệ cái sự sống mình một cách tuyệt vời nhất. Nên mình phải hiểu được cái thông điệp, những gì mà nó phản ứng biểu hiện ra đó là kết quả của một cái gì, nguyên nhân ở phía trước. Như vậy là việc của mình là đi tìm cái nguyên nhân và bỏ những thứ mình ăn không đúng cách, không đúng thứ vô cơ thể này. Và đó là cách nó vận hành, nó đẩy ra. Mình thì ngược lại, mình lấy một cái thứ gì đó để mình đè nén kết quả nó, để mình trị bệnh. Trị bệnh đích thực là loại bỏ nguyên nhân chứ không phải là loại trừ kết quả. Thì cái người vợ này là bị đọa bởi vì, như là kết quả bởi vì cái nguyên nhân là cái lòng tham của mình. Như vậy á, cái người chồng thương người vợ lắm nhưng mà không có hiểu, nhưng muốn cứu người vợ nhưng mà không giúp cô ta bỏ nguyên nhân. Chính cái nguyên nhân á là cái tham làm cho cô đọa. Mà mình thương cô ta mà mình lấy cái lòng tham của mình cũng là cái nguyên nhân. Mình cho cô ta nhiều cái lòng tham hơn bằng cách chỉ hồi hướng cho cô ta thôi đó, chỉ nghĩ tới cô ta thôi. Tức là mình đưa cái năng lượng tham của mình đó vào trong cái câu kinh. Mà câu kinh đó là câu kinh tham hay vô tham? Kinh của Phật là kinh nói cho mình tăng lòng tham hay làm bớt lòng tham. Như vậy là mình lấy cái năng lượng tham mà mình đọc câu kinh vô tham, mà mình muốn cứu một người tham. Có cái gì đó sai không? Mình muốn bình yên đó, mình muốn hạnh phúc mà mình khởi lòng tham, mình đi lấy cái này, mình kiếm kia, mình ưng người nọ, mình tạo tác đủ thứ hết, và mình muốn thông qua những thứ mà lòng tham mình đem tới đó là cho mình bình yên. Có cái gì đó sai sai không? Đó là lý do vì sao mà Đức Phật biết nguyên nhân đau khổ tột cùng của cuộc đời này, của ba cõi, là bởi lòng tham. Ngài có tất cả cung vàng điện ngọc vợ đẹp con xinh cao lương mỹ vị, toàn bộ những cái gì danh giá mà loài người mong Ngài có, cái điều Ngài không có một thứ thôi, đó là hạnh phúc đích thực. Cho nên Ngài mới hiểu một điều là chính cái lòng tham nó che đậy, nó là phản đề của hạnh phúc. Cho nên Ngài bỏ tất cả những thức ăn của lòng tham để lòng tham chết, và Ngài vô rừng, Ngài khổ cô đơn tốt hơn là khổ cô đơn giữa đám đông của loài người. Và khi Ngài bỏ lòng tham hoàn toàn, thành đầu trần chân đất, ăn xin này đầy mày đó, khất thực ngủ bờ bụi, nhưng mà là có một thứ, bỏ hết, mất hết những con thứ, cái hạnh phúc tuyệt đối của trần đời, của thế gian này. Như vậy, mình thương thì vui lòng thương với trí tuệ. Nếu không, tình thương của mình giống như người chồng kia, là đem cái lòng tham này mà làm cho cái người thương của mình mỗi lần lớn lên thêm cái nguyên nhân gây ra đau khổ, chính là người vợ đó. Giả dụ như gặp cái một vị sư nào đó mà không phải tu hành chân chính, là người vị sư đó nói, được rồi, muốn cứu người vợ của anh, muốn hồi hướng chỉ cho người vợ của anh thôi đúng không? Được thôi, bình thường tôi hồi hướng cho tất cả chúng sanh thì 100.000, bây giờ tôi hồi hướng chỉ cho người vợ của anh thôi thì 1 triệu. Bây giờ loại luôn cái người hàng xóm qua một bên thì 1,5 triệu. Đó. Tiền mất mà tật mang. Người vợ có cái năng lượng tham của ông thầy tụng kính làm cho cô ta còn đọa nặng hơn nữa. Đọa nặng hơn là sao? Tức là một người tham là chồng, mượn một cái người tham là ông thầy, gửi cái năng lượng tham đó cho bà, và ngày càng tham hơn. Tức là ba, một người tham thì cái tham của mình nó có nghĩa là nó sai đó, nhưng mà ba người tham một thứ là cái tham mình đúng. Đó. Một người sai thì có thể là cái sai của mình được chỉ ra, nhưng mà 100 người sai là cái sai của mình nó thành đúng. Một người đúng ở trong 100 người sai thì cái anh đúng đó là người điên đó. Mà nó ngược lại. Nhưng mà chúng ta thấy nhá, cái người mà tốt mà làm cái việc xấu á thì cái việc xấu nó thành cái việc tốt. Cái người mà xấu mà làm cái việc tốt á là cái việc tốt thành việc xấu. Có nghĩa là cái việc tốt bình thường ai cũng nghĩ nó tốt, nhưng nếu mà một người với cái tâm tham mà ta làm cái việc đó trở thành cái việc xấu. Tụng kinh là việc tốt, nhưng mà ông chồng này lấy cái việc tụng kinh này để hồi hướng là khởi lên cái lòng tham. Nếu vị sư kia mà tụng kinh lấy tiền, khởi lên cái lòng tham. Như vậy cái việc tụng kinh bên ngoài nhìn ai cũng tốt, nhưng mà trong tâm họ chế tác làm cái năng lượng bất thiện là xấu. Như vậy cái hành động đó xấu tốt tự nó không có, tự hành động hay tự thế gian này không xấu tốt. Hành động và thế gian này, thế này gian hay thế này ngay là do cái tâm mình gian hay ngay. Nhưng mà cái hành động đó tốt hay xấu là do cái tâm mình đổ cái năng lượng tốt hay xấu vào đó. Nhưng mà hành động là vô tội. Con hiểu chỗ này chứ? Hành động của mình á, nó do cái năng lượng mình dẫn dắt. Như vậy cái tâm của mình phải là cái nơi chuyển hóa. Như vậy khi một người mà chân thật tốt á, là người đó tốt từ bên trong. Và cái ánh mắt của họ, cách họ nghe, cách họ nhìn, cách họ nói, cách họ cười, cách họ hành động, nó chỉ là phương tiện như là chiếc xe chở cái món hàng ở trong lòng họ là hết tham sân si ra bên ngoài như là món quà tặng cho thế gian này. Nếu họ ở đâu thì chỗ đó thanh lương mát rượi và chúng sanh bu về để mà hưởng cái năng lượng đó. Họ không cần một ai để họ nương tựa bởi vì tự động họ là mát rượi rồi. Hiểu chứ? Cho nên một người mà họ tu không cần cạo đầu xuống tóc,
cạo đầu xuống tóc đó là một người tu, còn một người không tu chưa chắc là không có cái đầu tròn vuông. Cái năng lượng của họ thanh tịnh mát dịu, họ ở đâu tự động chim chóc của chúng sinh bay về, và mỗi hành động của họ chỉ là phương tiện để trở ra thôi. Còn họ không đi tìm đến một người, không đi tìm đến một tình yêu, không đi tìm đến một của cải như là phương tiện để mà đổ cái năng lượng hạnh phúc vô trong cái tâm hồn héo hon và mệt mỏi đau khổ của họ. Đó là cách mà thế gian làm, xưa nay sinh tử bao nhiêu kiếp ta làm rồi, ta có cả một khối tài sản trong tay, nhưng cuối cùng ta chết, khối tài sản nó cũng tuột tay ta trắng, và thế tới thế gian này cũng trắng, ta làm lại một cuộc tìm kiếm nữa, cứ như vậy. Nhưng mà ta không có gì khác ngoài tay trắng đến đây và xương khô về lại, phải không? Nên cái mẫu chuyện nó dạy cho ta biết rằng nếu như mà cái tâm tham ta không bỏ, thì cái việc mà ta nghĩ là đi cứu giúp, đi giải thoát mình, cũng chính là cái thứ mà nó làm lớn lên cái lòng tham mình nhiều nhất. Khi ta tụng kinh, khi ta ngồi thiền, khi ta tu tập, khi ta muốn làm cái gì đó tốt, nhưng ta quên bỏ cái lòng tham, cái mà là phản đệ của hạnh phúc, rồi ta mới làm những điều đó, thì vô tình những cái hình thức mà chúng ta làm đó, những hành động mà ta làm đó, nó chỉ là lớn lên lòng tham của ta theo một cách khác. Ở ngoài đời thì tiền, tình và danh, vô trong này thì mình cầu xíu, cầu an, mình cầu xính, mình có một cái loại cầu nào đó, thì nó cũng chỉ là cầu với cái lòng tham, mang một cái ngụy trang danh dự, tên gọi tốt đẹp hơn mà mình không biết. Như vậy khi mình ngồi xuống mà mình tụng kinh, mà mình nghĩ mình tụng kinh cho một cái gì đó, thì cái lòng tham mình xuất hiện làm dơ bẩn cái lời kinh vô tham. Mình đứng trước Đức Phật mà Ngài không có gì hết, mà mình cầu xin Ngài cho mình những cái thứ mà Ngài không có. Nó có cái gì đó sai sai, rằng Ngài bỏ hết mà mình lại xin Ngài những thứ mà mình cần, mà Ngài bản thân họ không có, sao Ngài cho. Như vậy là đích thực của cái việc hạnh phúc á, là mình bỏ hết đi những cái thứ chướng ngại nó, chướng ngại cái hạnh phúc biểu hiện ra, chứ không phải mình lấy hạnh phúc ở bên ngoài đem vô trong lòng. Bản thân của mặt trời lúc nào cũng sáng, vấn đề của mình là bỏ mây đi, chứ không phải là vấn đề của mình là thêm cái ánh sáng vào. Ánh sáng tự thân nó chưa bao giờ là không đầy đủ ở đó. Có điều mình đừng có thêm mây vào nữa, dù cái dạng mây đó là danh lợi tình tiền, hay cái dạng mây đó là cầu sinh theo kiểu tôn giáo niềm tin mê tín, tất cả đều là mây. Vậy vấn đề tu tập, vấn đề cuộc sống của mình là mình dù danh tiền tình, hay là vấn đề tu hành thiền định tụng kinh lạy Phật, tất cả nó chỉ là phương tiện để mình bỏ mây ra. Nếu anh nghĩ đó là cách mà anh thêm mây vô, thì anh đã đi ngược lại cái mong muốn chân thật của đời anh là tới đây để hạnh phúc rồi. Tới đây hạnh phúc, chứ không phải tới đây để đi tìm hạnh phúc. Hạnh phúc đã có. Nếu anh đi tìm, tức là anh nghĩ anh thêm vô bằng một cái gì đó, khi anh thêm vô, anh sẽ là một gánh nặng của chính mình. Cho nên khi Đức Phật có hết mà vẫn đau khổ, cho nên Ngài vô trong rừng, Ngài tu, Ngài tu xong, Ngài giác ngộ, Ngài về. Cái người anh, người em trai họ hàng của mình là Đề Bà Đạt Đa hỏi: sao đi vô rừng tu là được cái gì? Dạ không được gì hết anh ơi, mất hết. Nhưng mà mất hết những cái nguyên nhân của khổ và cái kết quả của khổ đau. Còn lại cái gì là lãnh nõn tự tư, uống nước nóng lạnh tự biết là ta biết. Còn bây giờ ta nói ra anh cũng không có biết. Tức là khi mình bỏ hết cái chướng ngại của hạnh phúc, thì còn lại ở phía sau đó là cái thứ đặc biệt. Cái thứ đó thì tự thân mình bỏ được một chút mây mờ của tham lam nào, mình sẽ nếm được cái mùi ngọt liệm của hạnh phúc ở chừng đó. Cho nên nè, tuổi trẻ tụi con mình cũng sống, cũng có danh, cũng có lợi, cũng có tình, cũng có yêu, cũng có sở hữu, nhưng mà vui lòng biết những thứ này giúp cho mình loại trừ lòng tham nhé. Nếu con nghĩ những thứ này làm cho con hạnh phúc bằng cách nó làm lớn lòng tham con lên, chính nó sẽ vận hành, sẽ được vũ trụ vận hành, tạo ra đau khổ cho con. Yes. Và khi đau khổ là con biết mình đã sử dụng những thứ này để tăng lòng tham. Mà tăng lòng tham tức là tăng lên cái phản đề, cái chướng ngại của hạnh phúc. Lòng tham là chướng ngại của hạnh phúc. Như vậy là khi mà đau khổ xuất hiện là mình biết mình phải bỏ cái nguyên nhân của đau khổ, tức là lòng tham. Ok. Vậy thì người vợ ấy được cứu theo cách của một kiền liên, cứu mẹ mình là thánh đệ. Thánh đệ bị đọa xuống là bởi vì cái lòng tham, đọa xuống cõi ngạ quỷ, đè sâu xuống cái cõi dưới. Và một kiền liên là người giải thoát vô tham. Một mình á, gửi cái năng lượng vô tham nó đi còn không được, phải kêu tất cả những cái bậc chân tu thạc đức đắc đạo nọ dồn cái năng lượng vô tham đó mà gửi đi
thành một cái năng lượng trực tuyến tới cái người mẹ kia. Một người nói bà không tin, 100 người nói lời nói đó, cái năng lượng đó đủ thuyết phục bà. Và biết cái gánh nặng ở trong lòng bà là do cái lòng tham của bà. Và bà đang tạo ra một cái địa ngục, một cái thế giới của bà. Và bây giờ bà muốn hết có cái thế giới đó, bà phải bỏ cái hạt giống ở trong lòng bà đi. Mình muốn có thế giới bên ngoài cái thay đổi, làm sao? Thay đổi nó hả? Không, thay đổi mình. Bởi vì mình là tác giả của thế giới đó. Cho nên bà đang đọa xuống cái cảnh ngạ quỷ, cái cảnh mà là kết quả của cái nhân ở trong lòng bà là ngạ quỷ. Vậy bà bỏ cái lòng tham đó đi, tức là bà không có còn chấp dính vào cái tôi tham lam của mình, phải được cho mình, phải hơn, phải tất cả vô đây. Vậy mở rộng lòng ra, buông xả và quên đi cái thân nhỏ bé của mình là một hạt bụi này, rồi nó cũng bay một lần nào đó mà nó không báo cho mình biết. Tự động mình sống và biết yêu thương. À, ngạ quỷ là sao? Ở dưới kia nè, như vậy nè. Nhảy. Và lấy thức ăn cho mình. Nhưng mà cái tay nó cứng là lấy vô đâu có được. Cho nên càng có thức ăn càng nhiều, mình càng thèm, mà càng gấp được mà không có được, càng khổ. Trên chư thiên á, họ cũng như thế này nè. Nhảy. Nhưng mà gấp thức ăn, làm sao mà ra chư thiên? Đưa cho người bên cạnh. Yes. Đưa cho chúng sinh, đưa cho người khác bằng tình thương. Đấy. Như vậy là cũng cái lòng này khởi lên cái lòng tham để đưa vô. Địa ngục xuất hiện, đau khổ xuất hiện. Cũng bằng cái tình thương, cũng cái thân này, lấy nó đưa ra. Nha. Là tạo nên thiên đường. Như vậy, nếu như mà ngồi tụng kinh với một cái tâm vô tham, từng lời kinh đó là nó làm cho cái tâm tham mình rớt. Mình không hiểu được cái lời kinh. Mỗi một lời kinh mình tặng, cứu mẹ con, cứu cha con, cứu. Một cái năng lượng bất thiện, không bình an ở trong cái lời kinh đó, thì làm sao mình cứu được cái người mà họ đang bất thiện, không bình an. Như vậy tụng kinh, tu thiền, hành trì, lạy Phật, sám hối, bất kỳ một hình thức nào đó, thì dù đời hay đạo, thì cái hình thức đó nó cũng phải là cái nơi để cho tâm của con dừng lại cái lòng tham. Thì cái năng lượng con gửi ra bên ngoài kia là đẹp như một đóa hoa, mà con nhìn nó, con không thể không cười. Đó. Khi mà một người họ đẹp như hoa, họ nhẹ nhàng, họ thanh thoát, họ mát rượi, tự động chúng sinh họ muốn tới vây quanh để hưởng cái năng lượng đó. Nha. Vậy mời vị sư tới là vị sư hết tham mới mời. Biết ông sư đây mà kiếm tiền mời không? Không. Vậy mà mình biết ông hết tham mình mới kính. Vậy mà mình lấy cái mà mình kính, và mình lấy cái lòng tham mình bỏ vô cái thứ mình kính, để mình muốn cái thứ mình kính đó làm theo giống mình, là cái thứ mà mình thấy mình tệ. Hiểu kịp chỗ này không? Anh thấy anh ta không bằng ông sư cho nên mới nhờ ông sư tụng. Tức là ông sư không tham bằng ảnh tham. Bây giờ ông biểu ông sư là không có tham tụng, để ông lấy cái lòng tham của ông xài ông sư luôn. May mà là ông sư không có nghe lời. À, thì cuộc tụng đó mới giá trị, đúng không? Còn ông sư mà nghe lời luôn thì anh tự tụng đi, mời sư tới chỉ. Có cái gì mâu thuẫn không? À, nó sâu sắc chỗ đó. Rồi, ý nghĩa câu chuyện là chúng ta có thể ứng dụng để tu tập, và mọi cái phương diện mà đời sống hoặc là tu tập ở bên ngoài hay ở trong đạo hay đời, thì chúng ta coi đó là cái cách để chúng ta bỏ đi những cái án mây phủ mờ như là phản đề của hạnh phúc. Bỏ nó nhiều chừng nào thì ta sẽ hạnh phúc nhiều chừng đó. Khi mà những con sóng bớt lại thì đại dương bao la và hùng tráng hơn. Khi mà không gian ở trong cái phòng này nó rộng ra khi nào? Khi mà những cái thứ mà trong không gian này chứa lấy ra bớt. Yes. Khi lòng mình rộng ràng khi nào? Khi những cái suy nghĩ trong đầu mình lặn xuống bớt. Khi hình ảnh về cái tôi, cái câu chuyện của mình bớt lại. Bằng không, rì rầm trong đó. Và mình khổ. Và mình nói thế gian này là tác giả của nỗi khổ của mình. No, thân tâm này là của mình. Nó phải hành động và phục vụ cho mình. Nếu không, nó đang phục vụ chống đối ngược lại mình. Và khi mà mình chống đối ngược lại mình, không có Chúa Trời nào có thể cứu mình hết. Hả? À, ok. Vậy lòng tham đó là mâu chốt. Bỏ nó cũng là mâu chốt. Ok, hăng nè. Đạt Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát.